lính. Như à, đàn bà đừng có ngu như vậy. Nín, em không có quyền nói như vậy. Anh đứng đó. Anh đừng có đuổi em. Anh đuổi người ta tôi giết anh đó. Anh bước qua đây. Như vậy thì Khả Như sẽ tạm thời thế vai người vợ của Quỳnh Hồ, ngồi đó xem coi coi là cái người vợ của mình bây giờ thì qua cái suy nghĩ của Khả Như thì bạn ấy sẽ giải quyết như thế nào. Và tiết lộ cho quý vị khán giả, Khả Như bên ngoài là một cô gái mong manh yếu đuối, nhưng mà bên trong là một người phụ nữ vô cùng mạnh mẽ, đã từng có 8-9 năm học võ. Ủa, liên quan tới vở kịch thì anh nói vậy thôi. Đúng rồi, anh nói vậy cho anh Khánh nó lo. Thì đó, còn cái chuyện liên quan là cái con người này, thấy không? Hồi nãy thí dụ như là bên đây Tuyền bị quánh hai cái đau đớn quá cho em, nhưng mà là Quỳnh Hồ quánh nó khác, Hữu Đằng quánh nó khác. Còn giờ nè, một người phụ nữ mà quánh vô cái người gây ra đau khổ cho mình, mà người phụ nữ đó có võ, có nội công thâm hậu, thì không biết rằng cái bờ má này sẽ còn được hay không. Anh có muốn đóng vai người chồng không? Không. Bây giờ anh hay là Trương Thế Vinh vô đóng cái vai này là không có cách giải quyết. Cho nên em hãy chịu trách nhiệm với cái vai diễn của mình em nha. Anh nói đây là nhân viên của anh. Là một phận gì? Thư ký của anh. Thư ký của anh. Chị là ai? Em không phải là thư ký. Chị không nhớ em hả chị Như? Em là Tuyền nè. Cái con Tuyền mà ngày xưa mà khi mà chia tay con Như là Khánh nó quen con Tuyền này đúng không? Mày tầm bạ, cái đó là con Tuyền mập, con này Tuyền khác mà. Mọi người có gì đâu căng. Có đâu căng thẳng. Tuyền bạn cũ anh. Thật sự như là Như, anh nói em nghe. Anh không muốn em hiểu lầm. Tụi anh dạo này mới gặp lại thôi, và cô ta nói lính. Chị biết tôi là ai không? Em biết. Ai? Chị là người quen anh Khánh trước em. Sau khi hai người chia tay rồi, anh Khánh mới quen em. Rồi sao nữa? Tụi em đang rất hạnh phúc. Đồng bọn anh Khánh nói với em là anh Khánh phải cưới chị. Nhưng em, anh Khánh chưa hề nói tiếng chia tay em. Rồi sao nữa? Em đã sống lén lút với anh Khánh. Như à, đàn bà đừng có ngu như vậy. Ngồi đi. Nếu muốn nói chuyện, còn không đi ra khỏi nhà tôi. Nếu cô đã mục đích tới đây để mà nói chuyện, thì mạnh dạn mà ngồi đây. Nếu cô muốn biết tất cả, nếu cô muốn đến đây để gặp tôi, thì phải đối mặt với tất cả những thứ mà cô đáng phải chịu. Chị, ngày hôm nay á, em đến đây không phải là em muốn cứu anh Khánh. Chị muốn làm gì? Tại vì ngay từ đầu em cũng đã không cứu anh Khánh rồi. Nín, em không có quyền nói như vậy. Nếu như không muốn cướp bạn trai của mình lấy người khác, em có biết luật hôn nhân không? Đó là luật. Còn nếu như em biết đạo đức của một người đàn bà, đừng bao giờ chen chân vô người một người, hạnh phúc gia đình của người khác. Cái đó là tự trọng. Em biết đau, đàn bà họ cũng đau, người vợ họ cũng đau. Em ơi, trên đời này ai cũng yếu đuối hết. Đừng có đem cái sự yếu đuối của mình phá vỡ hạnh phúc người khác. Em biết em sai, nhưng lý do duy nhất vì em quá yêu anh Khánh. Trên đời này đừng lấy lý do yêu nhất, yêu nhiều nhất, yêu quá nhiều để mà làm khổ mình và làm khổ tất cả những người xung quanh. Ông chị hiểu lầm ý em rồi. Ngày hôm nay em đến đây không phải em cứu anh Khánh. Em nói thiệt với chị, em không hề cứu anh Khánh. Em cũng không muốn dành anh Khánh cho mình. Vậy em về đây làm gì? Đi về. Anh đứng đó. Anh đừng có đuổi em. Anh đuổi người ta tôi giết anh đó. Anh bước qua đây. Anh có muốn chuyện này xong trong hôm nay không? Hay anh muốn kéo dài thêm nhiều năm nữa? Vậy thì lý do của em tới đây làm gì? Em đến đây
Em muốn nhìn mặt mối tình đầu của em lần cuối cùng. Em muốn nhìn mặt mối tình đầu của em lần cuối cùng. Em chọn ngay cái ngày sinh nhật của chị. Em chọn ngay cái ngày đầy đủ tất cả những bạn bè của chị. Em muốn ý gì? Em muốn phá hoại hạnh phúc gia đình của chị. Em không phá hoại. Bởi vì tất cả những ngày sinh nhật trước anh Khánh luôn ở bên cạnh em. Và em không hiểu lý do gì sao ngày hôm nay anh lại ở bên cạnh chị. Nhưng mà ngày hôm nay em đến đây, em chỉ muốn nói lời chia tay anh thôi. Vậy thì em đến em đây xin lỗi chị. Em đến đây em muốn nhìn ảnh lần cuối. Em muốn hiểu lý do tại sao anh không có mặt trong ngày sinh nhật của em. Bởi vì hôm nay là ngày sinh nhật của chị. Chị bất ngờ khi mà hai chị em mình cùng một ngày sinh nhật. Em sẽ còn chứng kiến được một cái nữa. Anh Khánh, em không hiểu sao em ngu đến cái mức mà anh có người khác mà em không biết. Mày biết gì thì mày nói luôn đi Long. Lý do? Không biết gì đâu. Thì không phải đơn giản chỉ là một ngày sinh nhật mà em tị nạn như vậy. Nhưng em đã có con với anh Khánh rồi. Em không biết phải làm sao. Con của em nó không thể nào có cha được. Nên em thấy chuyện này dẫu sao cũng dở lẽ rồi. Em nghĩ là em nên cho chị biết. Rồi em sẽ ra đi. Nếu anh Khánh không nuôi con em thì em sẽ tự nuôi một mình. Em không làm phiền đến anh chị. Em sẽ không bao giờ tìm đến anh Khánh. Em sẽ không bao giờ làm phiền đến anh Khánh. Em xin lỗi anh chị. Ê, em đứng đây. Đúng, mọi chuyện dở lỡ rồi. Anh là người có lỗi. Em muốn gì? Anh chiều em. Em muốn ly dị. Em xin lỗi chị. Chị đừng có làm vậy mà. Em xin lỗi chị. Em đứng lại đây. Em nuôi con một mình. Em đứng lại đây. Lỗi này không phải của riêng một mình em, hiểu không? Lỗi em tại vì em quá yêu anh thôi. Em xin lỗi chị đừng có ly dị với anh Khánh. Anh muốn một người con như à. Em không cho anh được điều đó. Anh xin lỗi. Nhưng mà anh vẫn yêu em. Cái thứ mà anh phải học bây giờ không phải tình yêu, là trách nhiệm. Sống có trách nhiệm với những thứ mình làm đi. Không còn tình yêu nữa. Nếu như anh yêu em, anh không có lừa em. Và nếu như anh yêu cô ta, anh đã không cưới em. Và nếu như anh thực sự yêu em thì mình sẽ tìm cách để có con. Bây giờ anh đừng nói anh yêu ai, tại vì anh không đủ tư cách để nói từ yêu, anh hiểu không? Con anh không có lỗi. Đứa trẻ không có lỗi. Em cũng không có nhân đạo đến mức mà biết chồng mình có người khác, có con với người khác mà vẫn ôm được người cha của đứa bé đó. Đi. Đi ra khỏi nhà em. Đi. Thank you.
Cá Như. À, có thể nói đây không phải là một cái phần trình diễn nữa. Đó là một cái tình huống mà các bạn đang đặt mình thật sự là nhân vật đó. Chính vì các bạn đặt mình thật sự là nhân vật cho nên là chúng tôi đã có rất là nhiều cảm xúc từ cái câu chuyện mà nó hoàn toàn khác so với câu chuyện trước đó mà chúng ta đã xem với cái phần diễn xuất của Quỳnh Hồ. Cũng là vai người vợ, nhưng với Khả Như thì chúng ta thấy có một người phụ nữ bản lĩnh hơn, điềm tĩnh hơn, nhưng cũng không kém phần quyết liệt. Ngay cái tác đầu tiên, đau không em? Thôi xin lỗi em, xin lỗi anh. Đó là cái sự nhập vai thôi. Nhưng mà em nghĩ xem, nếu như mà một người vợ bên ngoài đời gặp một người thứ ba giống như em như vậy, thì cái tác như vậy á, nó đã đủ chưa? Hay nó vẫn còn quá ít? Với cái tính cách của Khả Như, nếu cô ấy là người thứ ba thì anh này anh bi kịch luôn. Không anh, em mà là người thứ ba là em giết ông này ngoài đường rồi. Ngay từ ngày mà anh nói anh phải đi cưới vợ là bữa đó là một là em hai là cô vợ rồi. À, thấy chưa? Cảm ơn Khả Như và cảm ơn các em nha. Một lần nữa nha. Cảm ơn mọi người. Một tràng pháo tay cho tất cả các bạn diễn viên. Lỗi em nha, xin lỗi anh. Lỗi, trời ơi, sợ quá.